giờ theo anh thấy mình có khó khăn gì trong cái vấn đề yêu nhau không? Dạ không sao hết rồi bạn. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Trèo rồi bây giờ bao lâu anh mới trèo xuống tới Cần Thơ được một lần? Tùy theo cái cảm xúc của tình yêu. Cái nhớ nhung nhiều thì là đi đến nhiều. Và ngày hôm nay thì Tường cũng sẽ cố gắng hoàn thành cái nhiệm vụ mai mối của mình nhé. Anh trai đã ngồi đây rồi, chị gái đang ngồi ngoài kia, Tường sẽ ra mời chị ấy vào đây ngay lập tức. Rồi, ngồi vào ghế thôi. Rồi, ổn định chỗ ngồi ha, mời anh chị có thể mở mặt nạ của mình ra. Dạ, chào anh. Dạ, anh chào. Wow. Thế bây giờ mình sẽ tự giới thiệu về bản thân mình trước ha. Rồi, mời anh giới thiệu trước nè. Chào bạn Cát Tường. Dạ. Mình chào bạn gái kế bên. Mình chào toàn thể quý vị khán giả. Mình tên là Lê Minh Hương, quê ở Đồng Tháp. Mình hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Mình đang là nhân viên của Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn. Công việc chính là quản lý kho. Mình năm nay 46 tuổi. Sống ở thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu năm rồi anh? Mười mấy năm rồi. Anh đang sống với ai trên này? Trên này thì cũng gia đình lên trên này phân nửa rồi. Mình sống là sống riêng một mình. Là anh làm giờ hành chánh hay sao anh? Cũng một tuần thì làm giờ hành chánh, một tuần thì mình phải trực ca đêm. Rồi, tới phiên mình giới thiệu đi chị. Em chào chị Tường, em chào anh bên kia, em chào khán giả. Trời. Tên là Hồng Loan, hôm nay 39 tuổi, làm kế toán ở Cần Thơ. Quê thì ở Tiền Giang. Sao đi làm chi xa vậy? Tiền Giang sao mà đi làm qua túc bên Cần Thơ vậy? Còn hồi trước thì em cũng làm ở Sài Gòn cũng mười mấy năm rồi, em mới về dưới được 3 năm. Dạ tỷ, như bây giờ xin lên Sài Gòn làm lại được không? Dạ chắc được. Ủa mà lý do sao đang làm ở Sài Gòn mà lại đi về Cần Thơ? Dạ hồi trước em đổi hướng cho nó khác nhiều. Đổi phong thủy ha. Anh giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của anh. Điểm mạnh của mình thì mình nấu ăn bạn bè cũng khen ngon. Nhưng mình thì thật thà, chút thật. Yeah. Hiền, không tánh không có nóng. Điểm yếu thì cũng mình hơi bảo thủ tí. Những cái ý kiến của mình rồi đó. Hơi có một cái giữ những ý kiến của mình. Hơi gục gà rồi trước trong đông tí. Thế còn mình, điểm mạnh, điểm yếu của mình? Dạ, điểm mạnh của em thì vui vẻ, hòa đồng, siêng năng, chăm chỉ. Điểm yếu là gì? Cũng hay rụt rè, nhiều khi cũng hơi trầm tính. Hai bên mà bên nào cũng rụt rè hết trơn rồi tìm hiểu nhau, bên nào tấn công và bên nào phòng thủ. Ảnh là người hơi bảo thủ thì mình thấy sao? Em nghĩ là ai cũng có cái suy nghĩ của riêng mình, nhưng mà mình cũng chịu lắng nghe, tiếp thu cái ý kiến của người khác thì mình cũng nghe rồi mình trao đổi thì cuối cùng mình lựa chọn quyết định thôi. Cảm định hướng cũng vậy, mình nên bàn với nhau rồi mình mới rút kết ra được. Mình cũng rất là lắng nghe bạn đời của mình ý kiến. Dạ, đó. Nếu mà bạn đời của mình ý kiến mà hay hơn mình rất là tôn trọng. Đó, chứ mình khư khư mình nói mình đúng không, dạ, là đôi lúc, dạ, cũng không được. Mình đúng với cái tư duy của mình là hồi xưa giờ mình ở một mình. Dạ. Nhưng bây giờ hai người đôi lúc cái đúng của mình nó lại không phù hợp, là mình phải lắng nghe để mà mình đưa ra một cái nào nó đúng nhất. Hồi trẻ thì cái tôi hơi cao, nhưng mà càng lớn tuổi mình lại càng dễ. Đó. Thế nguyên nhân tại sao ế nè? Tình trường cũng trải qua hai mối tình rồi. Rồi. Cách đây bao năm rồi? Cũng lâu rồi, 10 năm rồi. Đó là cái đoạn mà mới có là còn ba mấy đó. Trời ơi, đoạn đó lấy là đẹp rồi mà để chi tới bây giờ. Mà cái cụ thể đỉnh điểm là cái gì mà để dứt luôn? Bạn gái của mình còn ham vui, ham chơi, đua đòi. Cổ nhỏ hơn anh bao nhiêu tuổi? Nhỏ hơn cũng 8 tuổi. 8 tuổi. Thế còn mình sao, tình trường mình như thế nào chị? Trước giờ cũng quen tìm hiểu sơ sơ thôi, chứ không có một mối tình nào mà nó cũng sâu sắc lắm. Cách đây 2 năm rồi chị. Cách đây 2 năm rồi. Từ đó đến nay là vẫn ở không? Dạ, dạ. Nhưng mà bây giờ là vấn đề giữa anh chị là một người thì đang ở dưới ở thành phố, một người đang ở túc với Cần Thơ làm việc. Thì bây giờ theo anh thấy mình có khó khăn gì trong cái vấn đề yêu nhau không? Dạ không sao hết rồi bạn. Người ta nói yêu nhau mấy núi cũng trèo mà. Trèo rồi bây giờ bao lâu anh mới trèo xuống tới Cần Thơ được một lần? Tùy theo cái cảm xúc của tình yêu. Cái nhớ nhung nhiều thật là đi đến nhiều. Thôi bây giờ mẫu người lý tưởng của anh là người như thế nào? Ước muốn được một người bạn gái ngoại hình dễ nhìn chút xíu được rồi. Có chiều cao từ 1m58 trở lên, hiền phúc hậu. Thế còn chị muốn kiếm một mẫu người bạn trai như thế nào? Tình cảm, sống tình cảm, biết quan tâm tới bạn gái, có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Nói chung tiêu chí của hai anh chị thì cũng đơn giản, không có gì khó. Nè, cho em một tấm hình, mình coi thử coi nha. Hình chắc hơi lâu rồi bạn. Hình này mong mấy năm rồi?
Định đi chụp rồi đi học. Trời ơi, bây giờ đi kiếm chồng ba mấy tuổi mà đưa hình thời đi học. Rồi kiếm đi, tôi thua rồi đó. À, em làm ơn giúp anh gợi ý cho anh đó em. Mặt tròn. Mặt tròn. Thì lúc đó tròn trịa hơn giờ để tóc mái. Thôi gán kiếm đi, coi như mình linh cảm đi. Mình kiếm cô em đi. Hên xui vậy. Hên xui đi. Được chưa? Ai? Ủa sao đoán anh đó? Thích cao hả? Dạ. Thích cao, có cao luôn. Rồi, xin mời quý vị chúng ta hãy hướng mắt về cửa trái tim của bạn muốn hẹn hò. Hẹn ăn trưa sẽ mở cửa ra. 1, 2, 3. Mở cửa trái tim. Rồi, xin mời hai anh chị so sánh hình ảnh. Anh rất hân hạnh nay mới được gặp em. Dạ, muốn hân hạnh được biết anh. Đây, cái trái tim là cái cửa người ta nè. Đây nè. Bia này hả? Chật hả? Chật rồi chứ. Chứ ai mới đúng? Ở giữa thôi à. Giữa. Rồi, đó coi. Đúng rồi, xưa mặt tròn hơn giờ ha. Anh có bó hoa tặng cho em. Dạ, anh có hoa. Chúc em xinh đẹp như hoa. Dạ, dạ. Anh cũng có chúc hộp quà tặng cho em. Trời ơi, chu đáo quá. Mở ra coi cái gì mà gói kỹ dữ vậy. Mình ngồi xuống đi chứ mình cao quá. Wow. Cái vỏ thôi. À, trời ơi. Anh chúc em làm cái toán lúc nào đếm tiền và có tiền riêng cho mình bỏ vô bóp đều đều. Dễ thương, hay quá. Cũng dẻo miệng lắm chứ bộ. Gặp ta kế toán cái nói tặng cái bóp đi, đâu có biết trước, chưa gặp đâu biết kế toán đâu. Mà mua cái bóp xong bây giờ thấy ta kế toán nó có tiền bỏ vô đều đều. Thôi được ha. Bây giờ cũng hai có bạn sẽ quà nhỏ tặng cho anh. Anh đoán không sai, sai mà cũng có quà nữa hả? Dạ. Đọc vị bất kỳ ai để không bị lừa dối và lợi dụng. Là sao, ý nghĩa cuốn sách này nói gì chồng? Cuốn sách này là một quyển sách tâm lý để mình hiểu đối phương đang mong gì và nghĩ gì để mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn. Là sao tự nhiên gì có cái vụ mà để không bị lừa dối ở trong nữa, bộ hay bị lừa dối. Tại vì tựa nó vậy thôi chị. Rồi, bây giờ tôi sẽ mời hai anh chị ha. Chúng ta sẽ cùng vừa thưởng thức một món ăn trưa tại nhà hàng và mình vừa tâm sự với nhau. Bây giờ thì Cát Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món cà ri Việt Nam chế biến sốt theo kiểu Âu kết hợp với cơm, phong cách trình bày và trang trí món theo âm hưởng Việt Pháp cổ truyền. Mời hai anh chị, ngon miệng. Cảm ơn bà Tường. Dạ, anh ơi, em mời anh. Anh cho em hỏi hồi nãy anh nói anh tên gì, anh nghe chưa rõ. Anh tên Hương em. Em cũng làm ơn giới thiệu tên là anh nãy cũng... Dạ, tên Hồng Loan. Rồi anh mời em. Dạ anh mời em một bữa đi. Anh Phương đi làm là giờ nghỉ của anh là nó xây vòng hay là... Anh làm theo ca. Từng cái ngày, từng cái đêm. Em quan niệm như thế nào về tình yêu với về hôn nhân gia đình em? Mình cảm thấy một đối tượng nào đó mà mình... nó phù hợp với cái tính cách và cái quan điểm của mình thì mình nên đặt cái thời gian và cái sự quan tâm vô người đó. Em lập trình sau này em thích ở quê hơn hay là ở thành thị hơn? Cũng thích hướng về cái không gian nó trong lành, nó không quá bon chen, cũng dễ thích nghi lắm. Ở đâu thì em sống cũng được. Anh cũng vậy, anh cũng dễ sống, môi trường nào cũng sống được. Mà tại anh có cái sở thích của anh là anh thích ở cái môi trường trong lành, không khí trong lành với môi trường xanh. Dạ, nếu mà tìm hiểu rút ngắn thời gian nhưng mà mình không có đưa đẩy nữa. Đúng rồi. Dạ, thì... Tuổi lớn rồi, phải tranh thủ chạy nước rút. Cũng khoảng từ 6 tháng đến 1 năm thì đủ hiểu rồi. Nếu mà mình thật tâm là muốn tìm hiểu. Anh cũng vậy, anh cũng từ 6 tháng đến 1 năm thôi chứ tìm hiểu lâu quá nhiều khi cũng không thành cũng vậy. Nói chung là mình tìm mẫu người hoàn hảo thì không có người nào hoàn hảo đâu. Đúng, đúng rồi em. Chúng ta cùng lắng nghe, cùng quan tâm cái cảm nhận của đối phương, mong muốn gì để mình thích hợp, cả hai cùng sửa đổi á. Thì mình quan tâm nhau, mình
cũng thông cảm những cái khuyết nhỏ nhặt đó thì mình sẽ sướng quá, đói bụng quá, hai người được ăn. Tường đi ra ngoài, Tường nghiên cứu hồ sơ của hai người. Đây là cái hồ sơ mai mối, tới bữa nay Tường mới được nhận. Đó, chương trình đã ghép đôi của hai bạn. Một người đăng ký chương trình là sẽ có một cái hồ sơ như thế này nè quý vị. À, và cả ngàn, cả triệu hồ sơ mới ghép lại được hai cái hồ sơ này. Bây giờ á, có một cái vấn đề này Tường muốn chia sẻ. Mà Tường đọc cái hồ sơ của em á, thì có một cái sự đồng cảm. Đàn ông bây giờ họ cũng thực tế, thực dụng lắm. Thì trong này em ghi là có những cái là giống như mình quen với ai, quen những người bạn trai á, thì người ta cứ hay là đòi hỏi cái chuyện quan hệ trước hôn nhân. Nhưng mà mình thì mình lại không thích cái chuyện như vậy. Mà đàn ông mà nhiều khi mà không được như vậy á, là người ta cũng sẽ không muốn, không thích. Và hình như phụ nữ nào cũng bị, Tường cũng vậy á. Tại vì á, người ta cứ nghĩ rằng mình là có chồng có con rồi, em là còn chưa chồng là còn đỡ, chị có chồng có con rồi, cho nên là khi đàn ông ta tiếp cận mình là ta chỉ nghĩ chuyện đó trước tiên à. Đâm ra vậy, ai cũng vậy thì làm cho mình cảm thấy e ngại, cho nên mình cứ ở một mình hoài, đúng không? Thí dụ như em đang cũng thích người đó, em yêu người đó, nhưng mà người ta đề cập như vậy thì em cũng không sẵn sàng hay sao để chị biết được cái nguyện vọng của em? Về phía họ thì họ phải để cho mình cảm nhận được là họ có đặt cái tâm vào họ và mình hay không. Em cảm nhận là người ta chưa có đặt cái tâm vào mình, người ta chỉ nói ở bên ngoài thôi. Chứ về cái hành động và cái cử chỉ hay là bất kỳ sự quan tâm nào khác thì mình chưa có chạm đến mình. Mà người ta lại muốn quan hệ, đòi hỏi cái chuyện quan hệ nam nữ. Đòi hỏi cái chuyện quan tâm yêu thương thì không thấy, mà cứ thích cái chuyện kia không à. Đó, anh thấy sao? Hai người phụ nữ tố đàn ông đó thì anh suy nghĩ sao về vấn đề đó? Có khi cái kia nó cuốn hút cái tình yêu, làm cho người đàn ông nhớ nhung nhiều hơn. Cũng cái này là mỗi người mỗi quan điểm khác nhau. Quan điểm của anh là như thế nào? Quan điểm của mình thì về vấn đề mà sâu xa trong tình yêu thân mật thì cái đó cũng là tình yêu coi như là sâu đậm, thời buổi cũng hiện đại rồi. Nhưng mà ở đây người phụ nữ người ta nói với điều kiện người ta phải cảm nhận được là anh thật sự quan tâm đến người ta. Chứ đàn ông thì cứ ham muốn, nhưng mà cái chuyện quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người ta thì không thể hiện. Anh có thấy vậy không? Gần đúng là như vậy. Gần đúng là như vậy, đúng quá chứ. Gần đúng gì, đúng 100% chứ gần gì. Thì cái chuyện tình yêu và tình dục mà đi đôi song song với nhau là cái chuyện cũng bình thường. Ảnh nói cũng có cái lý đúng của ảnh. Nhưng á, đàn ông á có thể có tình dục mà không cần tình yêu. Nhưng á, phụ nữ á là phải có tình yêu cái đã rồi nó mới sinh ra tình dục. Anh có đồng ý cái ý đó không? Phải có tình yêu cái đã thì nó mới có tình dục. Bây giờ cơ bản chưa có tình yêu, mới biết nhau, mới gặp nhau, mới ví dụ nè, giờ mới gặp nhau có một lần ăn uống chưa hiểu gì nhiều. Rồi mai mốt anh đi xuống với Cần Thơ anh thăm chỉ nè, mới gặp có một lần chưa biết gì nhiều, anh rủ chỉ đi khách sạn, chứ quýnh anh chết á. Không, bản thân riêng của mình đó, thì mình, cái vấn đề đó mình thông cảm cho bạn nữ mình được. Mình về cái tình cảm, về cái tình thương, mến thương, mình vẫn thông cảm về vấn đề đó được. Hoặc là về cái vấn đề mình nghĩ về cái chuyện trăm năm hoặc chuyện lâu dài, chứ không phải ngày bữa. Thì mình cái từ chờ từ đợi. Mình dung đắp cái tình cảm đúng rồi của mình. Chứ đúng, không có cái gì đúng. Mà mình phải gấp gáp hay mình đúng. Anh làm sao mà để giỏi quá. Đúng rồi, đến một lúc nào đó anh xuống anh thăm chị rồi yêu đoa tâm sóc qua lại. Đến một lúc nào đó mà anh đi về anh thăm chị đó, mà anh đi lên á mà chị nói thôi anh ở lại đi, mà anh đi về nó cực nó mệt. Đó, thì cái đó anh mới là đó, thành công. Em không dám, em không dám chị. Sao không dám? Không dám từ chối đâu, không dám từ chối đâu. Không dám từ chối đâu. Không dám từ chối đúng không? Chị giúp em đó, chị nói trước luôn. Chặn đứng những ý định, những cái gì xấu xa, những ý định mà những dục vọng thấp hèn mà hãy chặn ngay từ đầu. Rồi, bây giờ tôi mời hai anh chị ha, mỗi người sẽ rút là một lá bài trong này, đọc lớn lên cái yêu cầu chương trình đưa ra ha, cho vui. Hãy yêu cầu bạn nam làm mặt xấu ngộ nghĩnh đáng yêu. Dễ quá chị. Dễ quá hả? Xấu thì xấu rồi đó, mà không biết có đáng yêu không nữa. Có đáng yêu không vậy? Cái này mặt ngầu nữa. Cũng ngầu dữ hả? Trời, anh này như có khiếu gì vậy? Có năng khiếu diễn xuất hay gì á? Rồi, tới phiên anh nè. Điều gì bạn cảm thấy thu hút nhất ở một người phụ nữ? Tính tình duyên dáng. Nhìn vô thấy sao duyên dáng, dễ thương quá à. Cái từ duyên dáng này nó rộng lắm vậy. Sao gọi là duyên dáng nè? Về ngoại hình với vui vẻ tính cách. Với anh á, so với anh là người như thế nào là anh nhìn cái là anh thấy là duyên dáng? Theo như mình nghĩ người phụ nữ duyên dáng. Anh dòm em, anh dòm các tường nè, đó anh dòm cái thấy duyên dáng không?
Dạ. Trời ơi, cưỡng cầu quá. Rồi, theo anh như thế nào gọi là duyên dáng? Gọn gàng, hở hang gì quá, không có kín đáo gì quá. Nó trung bình để... Trộn, pha trộn giữa cổ điển và hiện đại. Đó. Lần đầu tiên gặp mặt khi mà cánh cửa trái tim này mở ra, thì cái cảm xúc đầu tiên của anh như thế nào khi mà nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh? Bạn gái rất là hiền, trung thực, truyền thống, thân thiện. Cảm xúc trong người anh như thế nào? Thân thiện. Thế còn em, khi mà mở cửa trái tim này ra thì cái cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào? Dạ em thấy anh thì vui vẻ, khuôn mặt là sao chị thiện. Sáng sủa. Sáng sủa, đúng rồi. Bây giờ nè, một cái test cuối cùng để cho hai anh chị quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không nha. Bây giờ anh 40 mấy tuổi, 46 phải không? Dạ. Yeah. Tuổi khá lớn rồi nha. Dạ. Yeah. Giờ cưới nhau một cái là phải đẻ con liền phải không? Dạ, yeah, chạy nước rút. Chạy nước rút phải không? Yeah, yeah, còn sức chạy nước rút không? Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu. Còn nhiêu chạy nhiêu, bây giờ thử sức được không? Anh có thể hít đất với em 5 cái được không? Để em coi em còn sức khỏe yeah, không? Okay. Trẻ trẻ lên đây là 20 cái không yeah, đó? Dạ, yeah. Được. Rồi, mời anh. Ok anh. Một, trời sát dữ vậy. Hai, trời cái gì nằm xuống luôn vậy. Ba. Bốn, cái gì sát dữ vậy. Năm, sáu. Trời ơi, lũng tường, lũng tường. Được không em, sức khỏe vậy có chạy được rút nổi không em? Dạ cũng được. Được. Bài test tuy rằng nó hơi kỳ kỳ, nó hơi vô duyên nhưng mà thực tế nó rất là phù hợp với cuộc sống đó quý vị ạ. À. À, nhấn mạnh một lần nữa, nếu như tiến tới được thì tiến tới hôn nhân em vẫn không ngại đi xa đúng không? Rồi, thế bây giờ là mời hai anh chị đặt tay vào cái nút bấm này. Cái nút bấm này là nút bấm để hẹn hò. Nếu mình bấm nút là mình quyết định trở thành một cặp đôi để mình tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Nếu mình không có rung động, không có cảm xúc gì hết, mình không cần bấm. Ha, hiểu ha. Rồi, mời hai anh chị nhắm mắt lại. Một. Hai. Ba. Sau 3 tiếng đếm rất là lâu, chỉ có một mình chị bấm thôi. Lý do tại sao anh không bấm? Trái tim chưa rung động các bạn. Trái tim chưa rung động. Mình bấm nhưng mình cũng bấm rất chậm. Mình phân vân cái điều gì trước khi mình đưa ra quyết định bấm nút? Em cũng muốn đợi anh anh bấm trước, nhưng mà thôi em mình cứ đúng em, quyết định bấm của theo mình. Cái quyết định của đúng mình. Rồi. Nhưng mà khi anh không bấm thì cảm xúc của mình như thế nào? Cũng hơi hơi bất ngờ, hơi hụt hẫng chút. Cũng hơi buồn ha. Nhưng mà không sao, giống như Tường nói mà. Đây là một cái chương trình thực tế và mình đến đây là cảm xúc thật. Tường rất là ngưỡng mộ bạn, là mình đã dám. Mình là phụ nữ thời buổi bây giờ, mình có thể thể hiện. Giống như Tường thích ai, Tường cũng có quyền cũng lên tiếng trước. Còn cái chuyện người ta thích mình hay không là quyền của người ta. Cũng cố gắng hết sức rồi quý vị ơi, nhưng mà cũng không hoàn thành cái trách nhiệm mai mối của mình. Bởi vì thật sự để mà tìm một cái con người mà hợp với một con người khác khi mấy mươi năm chúng ta chưa gặp nhau thật sự rất là khó. Và những ít phút ngắn ngủi trên chương trình thì cũng không thể để cho các bạn ấy hiểu hết được nhau. Và bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết. Tường xin nói lời chào tạm biệt.